chúng ta đều biết được rằng đã xây nhà thì phải xây từ móng. Nếu như một căn nhà dẫu có nội thất lấp lánh nhưng cái gốc đã bị hỏng, vậy thì chẳng khác nào xây dựng lâu đài trên cát. Vậy nếu ví một đội bóng như một căn nhà thì hàng thủ chính là nền móng, là trụ cột của cả một công trình. Chúng ta đều có thể dễ dàng quan sát được, một đội bóng mạnh xây dựng hàng thủ chính là tiêu chí hàng đầu trước khi muốn chuyển mình trở thành một đội bóng cạnh tranh chức vô địch. Ngẫm lại những thế lực mạnh mẽ nhất trong 10 năm trở lại gần đây của bóng đá thế giới. Cặp trung vệ thép là Virgil van Dijk và Matip đã đóng góp rất lớn cho chức vô địch Champions League gần nhất của Liverpool. Pepe hoặc Varane và Sergio Ramos cũng là một cặp bài trùng giải cứu Real không biết bao nhiêu trận, để rồi Real Madrid giành rất nhiều Champions League trong kỷ nguyên này. Cuối cùng, hai chức vô địch của Bayern Munich không thể không nhắc đến David Alaba và Jerome Boateng, những người đại diện cho trường phái trung vệ hiện đại đã có sức ảnh hưởng khủng khiếp lên Bayern thời điểm đó. Vì thế có lẽ rằng khi Erik ten Hag đến với Man United, dòng đầu tiên trong mục những việc phải làm ở đây chắc hẳn đã có mục cải thiện hàng thủ. Và mục tiêu đầu tiên là Lisandro Martinez và Rafael Varane phải được chơi cùng nhau, hàng thủ của Manchester United trước khi Varane và Martinez đá cặp với nhau. Nếu phải dùng một từ để mô tả thì đó chắc chắn là vô tổ chức. Những con số không biết nói dối. Mùa giải trước, hàng thủ Man United đã để thủng lưới đến 57 bàn thắng. Nhưng nghiêm trọng hơn không phải là số bàn thua đó, mà là hàng thủ Man United không có tín hiệu của sự uy tín trở lại. Trụ cột đội trưởng Harry Maguire xuống phong độ trầm trọng, trong khi Varane có vẻ vẫn chưa tìm được đối tác uy tín. Một phần nguyên nhân dĩ nhiên là tuyến giữa của Man United mùa giải năm ngoái thực sự quá tệ khi thiếu cả chất lẫn lượng. Ngày 27 tháng 7 năm ngoái, Lisandro Martinez cập bến đội chủ sân Old Trafford với sự nghi ngờ về trình độ cùng mức giá 65 triệu euro của mình. Lập tức cầu thủ người Argentina đã đập tan những hoài nghi của dư luận khi đã cùng với Varane tạo nên một rào chắn bất khả xâm phạm với Manchester United. Cặp trung vệ vô địch World Cup này đã mang đến Man United sự ổn định chưa từng thấy kể từ khi huấn luyện viên Ten Hag gạch tên Maguire ra khỏi kế hoạch của mình. Hãy nói về Varane, người mà những người xem anh thi đấu đều thừa nhận một khí chất của Rio Ferdinand trong anh chàng trung vệ người Pháp này. Siêu sao Lionel Messi đã từng phát biểu về Varane như sau: Varane là một hậu vệ xuất sắc. Anh ấy nhanh, mạnh mẽ và có khả năng canh thời điểm đáng kinh ngạc. Đối đầu với anh ấy luôn là một thách thức. Tôi rất tôn trọng khả năng đọc trận đấu và ngăn chặn các đợt tấn công của anh ấy. Anh ấy là một cầu thủ chuyên nghiệp thực sự và là một bảo chứng cho việc phòng thủ. Iniesta còn ngợi khen Varane ở khả năng chọn vị trí khi phòng ngự. Chỉ riêng việc đứng đúng thôi cũng khiến đối phương gặp khó trong tấn công rồi. Khoan đã, đó há chẳng phải là tất cả điểm mạnh của Rio Ferdinand sao? Nhanh, chính xác và thông minh. Đã lâu lắm rồi Man United mới có được một người đá thòng mang đẳng cấp siêu sao như vậy. Thực ra chính vì những điểm đó mà 11 năm trước, Sir Alex Ferguson đã nằng nặc đòi mua Varane về từ Len để thay chính Rio Ferdinand đó sao? Nhìn cái cách Varane phối hợp ăn ý với Martinez trong hình bóng của Rio với Vidic là người ta thêm phần thán phục con mắt tinh tường của Sir Alex. Chỉ cần vài trận đấu đầu mùa giải, người ta đã liên tưởng Licha với cựu đội trưởng quỷ đỏ, người mang tinh thần của một con quỷ đầu đàn, Nemanja Vidic. Sự tương đồng đến từ lối chơi máu lửa, quyết liệt và sẵn sàng chết vì đội bóng của hai cầu thủ này. Hãy xem phát biểu này của Robin van Persie. Vidic là cái loại cầu thủ sẵn sàng lao đầu ra trong những tình huống nguy hiểm đến mức mà các cầu thủ khác thậm chí ngại lao ra bằng chân. Còn nữa, đây là hai bức ảnh mà hai chiến binh của hai thế hệ đã cùng đổ máu vì Manchester United, Vidic và Lisandro. Máu liều lĩnh của Vidic thì nổi tiếng đến mức Sir Alex Ferguson đã không còn muốn anh mạo hiểm sức khỏe của mình. Đừng làm gì ngu ngốc con trai, chúng ta có thể lội ngược dòng khi bị dẫn trước, nhưng sẽ không thể mất đi thủ lĩnh của mình. Kể từ khi thay thế Gary Neville và sau này là Rio Ferdinand tiếp quản chức băng thủ quân, Vidic hiểu Sir Alex luôn muốn anh hiện diện ở trên sân, và chúng ta đang được thấy một Licha đang đi trên con đường của một tiểu Vidic. Hết mình trên sân, bất chấp máu sẽ đổ, chân sẽ đau, đầu sẽ choáng nhưng khung thành không được để thủng lưới. Sẽ là sai lầm khi mô tả một người là bộ não và một người là cơ bắp. Bóng đá hiện đại yêu cầu các trung vệ đều phải là hiện thân của sự điềm tĩnh. Cả hai đều sẵn sàng đánh đầu vào những chỗ đau, và cả hai cũng sẽ cùng về bọc lót cho đồng đội mắc sai lầm. Trong trận gặp Newcastle, Martinez đã làm được điều đó ở phút 52 khi lao xuống đánh đầu phá bóng trong chân Callum Wilson. Anh dùng giày áp sát và đánh đầu ngay trong tầm chân đối thủ. Nhưng bộ đôi trung vệ này không phải là không có điểm yếu. Một thống kê đã nói về việc không có một cặp trung vệ nào ở ngoại hạng Anh thực hiện nhiều pha tắc bóng trong vòng cấm hơn bộ đôi đến từ Man United. Thoạt nghe thì thấy thông số này hay ho, nhưng nó chỉ ra một vấn đề là Man United đang phải nhận quá nhiều pha tấn công vào vòng cấm địa. Nếu một khoảnh khắc mà Licha và Varane chơi mất tập trung thôi, thảm họa sẽ ập đến ngay tức thì. Sau tất cả thì Manchester United cuối cùng đã tìm thấy Vidic và Ferdinand tiếp theo của họ. Cặp trung vệ đang làm sống lại những ký ức về bộ đôi phòng ngự tuyệt vời của Man United và lan tỏa sự tự tin cho toàn đội.
Nhìn cái cách mà Lisandro Martinez và Varane trước trận chung kết với Newcastle mà xem, rất nhiều người xúc động khi xem trận đấu ấy. Xúc động không hẳn là vì chiến thắng một trận chung kết, mà là họ đều cảm thấy như được xem Nemanja Vidic và Rio Ferdinand thời đỉnh cao thi đấu lại một lần nữa vậy. Lịch sử hào hùng của Man United được xây dựng bởi những cặp trung vệ chứ danh Rio Ferdinand và Vidic, trước đó là Ralph Stam và Ronnie Johnson, và xa hơn nữa là Steve Brooks và Gary Pallister. Ở bộ đôi trung vệ này, người ta nhìn ra cái tố chất thủ lĩnh của cả hai khi thi đấu, dù Varane có phần kém nổi bật hơn ở phần này một chút. Không biết đã bao lâu rồi, người ta không còn được thấy những pha đập tay, những cái ôm và những dấu ra hiệu từ các cầu thủ phòng ngự của Man United. Những hành động tưởng chừng như vô thưởng vô phạt ấy diễn ra mỗi khi hàng phòng ngự bầy quỷ đỏ cản phá được một cú sút hay hóa giải tình huống nguy hiểm lại mang đầy tính khích lệ. Các cầu thủ phòng ngự của Man United, những người vốn đã phải chịu rất nhiều sức ép, sẽ tự tin hơn trong những cuộc đấu với đối thủ từ những sự công nhận nho nhỏ ấy. Tại sao Rafael Varane và Lisandro Martinez lại có thể mang lại được cái chất ấy? Đơn giản vì cả hai trung vệ này mang đến cái tôi, cái tiêu chuẩn rất cao cho hàng thủ Manchester United. Họ là những người yêu việc phòng ngự đến cháy bỏng. Họ không chịu được cái quan điểm thủng lưới là chuyện bình thường. Sự tự tin của các cầu thủ Manchester United đã trở lại nhờ cái thứ sinh khí của Varane và Licha lan tỏa đến khắp các cầu thủ khác, kể cả dự bị như Wan-Bissaka và Malaysia, khác hẳn với mớ hỗn độn và yếu ớt của mùa giải trước. Manchester United mong manh bê tắc ở mùa 2021-2022 dần lui về dĩ vãng và được kế thừa bằng một Man United mùa 2022-2023 lấy phòng ngự làm điểm tựa. Những cá nhân tạo nên thành tích đó chắc chắn xứng đáng được vinh danh. Tôi có thể nói Varane và Martinez chính là cặp trung vệ số 1 của Premier League ở thời điểm hiện tại. Tôi biết thời điểm tôi đưa ra phát biểu này, phần lớn trong các bạn sẽ cười tôi, trong số này có cả người không thích và cả người hâm mộ Man United nữa. Nhưng nếu tôi cho các bạn liệt kê một cặp trung vệ có sức ảnh hưởng và ổn định cả giải ngoại hạng Anh, các bạn sẽ đưa cho tôi cặp đôi nào vậy? Matip và Van Dijk của Liverpool ư? Mùa giải này là mùa giải mà hậu vệ từng được đánh giá là số 1 thế giới đã tương đối xuống phong độ, kéo theo là những kết quả bất lợi cho Liverpool. Còn Matip hay Gomez đơn giản không còn là chính mình từ khi mùa giải khởi tranh. Hay Diaz và Akanji của nửa xanh thành Manchester. Đây là mùa giải chứng kiến Pep Guardiola xoay bài đá 3 hậu vệ nhiều hơn là đá 4 hậu vệ. Akanji, Stone, Diaz hay Laporte đều được xoay tua đá chính. Nên thật là khó để có thể so sánh tính ổn định với Varane và Lisandro Martinez. Cuối cùng có lẽ là Sven Bertmann và Fabian Sa của Newcastle. Nếu xét về hiệu số thì đây chắc chắn là một đối thủ nặng ký duy nhất khi Newcastle chỉ để thủng lưới 33 bàn sau 38 trận và là đội có thành tích thủng lưới ít nhất ngoại hạng Anh. Dù vậy, khi xét về độ ảnh hưởng của cặp trung vệ này lên lối chơi của Newcastle thì có lẽ không thể bằng được cặp trung vệ của Man United rồi. Manchester United tính đến hết mùa giải này đã để thủng lưới 43 bàn thắng. Nhưng đừng quên rằng hai trận đầu thua đến tận 6 bàn mối mặt trước hai đội bóng Brighton và Brentford. Người đá cặp với Lisandro là một Harry Maguire vốn nổi tiếng với những trò đùa trên mạng xã hội hơn là trình độ của một người đội trưởng Man United hiện tại. Cuối cùng để mà nói, bộ đôi trung vệ mới của Manchester United có phải là cặp đôi trung vệ hay nhất giải ngoại hạng Anh hay không thì vẫn còn nhiều tranh cãi. Nhưng nếu luận về độ ổn định và đóng góp vào lối chơi chung trong mùa giải năm nay, thì sẽ thật bất công nếu bộ đôi này không đứng đầu bảng xếp hạng. Đối với Man United bây giờ, họ cũng không cần cái danh đó nữa, bởi vì với những cổ động viên của Man United, những gì bộ đôi này mang lại không đơn thuần là yếu tố chuyên môn, mà là một cảm giác chắc chắn và an tâm, thứ mà đã gần 10 năm rồi không xuất hiện ở Old Trafford. Và cũng chỉ cần thế thôi, trong mắt họ, Lisandro Martinez và Rafael Varane thật sự đã là một thế giới rồi.